Chào các bạn, hôm nay mình chơi trò chơi ship gạch. Tưng tưng. Không biết nó có xây cái khối này lại được không? Vậy xây không được. Tăng cảm giác mình chơi một hồi cảm giác giống như bị mù màu quá. Tăng tung tân quá hay luôn. Hãy
Mình cũng biết cách chơi rồi nha, biết cách chơi đấy. Xong không sao mà sao nó xuống nhanh như vậy. Game over.